Giá gia cầm hôm nay mùng 4 tháng 6, giá gà, vịt ít biến động, chủ trại thiệt hại nặng vì liên tục mất điện, giá gà công nghiệp có nơi tăng 500 đồng kg. Cập nhật giá gà tại nhiều vùng, chúng tôi thấy giá gà lông trắng bán tại một số trại ở miền Bắc tăng khoảng 500 đồng mỗi kg, có trại bán gà đẹp trên 3,4 kg mỗi con đạt trên 25.000 đồng mỗi kg, giá gà loại dưới 3 kg còn bán dưới 24.000 đồng mỗi kg. Tại các vùng phía Nam, giá gà trắng vẫn duy trì ở mức trên dưới 20.000 đồng mỗi kg. Giá gà thả vườn loại đẹp bán tại các vùng Bắc Giang, Hà Nội. Có nơi đạt trên 80.000 đồng mỗi kg gà mía Sơn Tây, giá gà ta Lạc Thủy duy trì từ 75.000 đồng đến 85.000 đồng mỗi kg, giá gà ta lò loại nuôi trên 4 tháng tuổi đạt khoảng trên 70.000 đồng mỗi kg. Tại các vùng Đông Nam Bộ, giá gà lông màu dao động từ 36.000 đồng đến 38.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta thả vừa khoảng trên dưới 55.000 đồng mỗi kg. Giá gà tre thả vườn có nơi ở Đồng Nai bán trên 90.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt vẫn chẩn ở mức thấp. Khảo sát giá da cầm chúng tôi thấy giá vịt ở các vùng phía Nam vẫn ở mức thấp trên dưới 30.000 đồng mỗi kg. Các trại bán vịt siêu thịt phổ biến khoảng 29.000 đồng đến 30.000 đồng mỗi kg. Bên cạnh đó, giá vịt bơ, bầu lai ở các vùng miền Bắc bán từ 32.000 đồng đến trên dưới 36.000 đồng mỗi kg. Giá vịt nướng bán ở các vùng Hà Nội, Hà Nam khoảng 32.000 đồng đến 33.000 đồng mỗi kg. Giá vịt móc, vịt làm sạch lông, lòng bán khoảng trên 52.000 đồng mỗi kg. Ở các chợ dân sinh giá vịt khoảng 60.000 đồng mỗi kg. Giá vịt xin bán ở các vùng duy trì ở mức trên dưới 65.000 đồng mỗi kg. Giá vịt trời có nơi ở Ninh Bình, Hà Nam bán trên 80.000 đồng mỗi con. Giá vịt đẻ trứng thả đồng bán thương phẩm khoảng trên 90.000 đồng mỗi con. Giá ngăn thịt tùy loại từ 62.000 đồng đến trên 70.000 đồng mỗi kg. Các trại bán khá chậm. Giá gà vịt tại các trại cụ thể như sau. Giá gà thịt lông màu ngắn ngày miền Bắc giao động trong khoảng 48.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền trung dao động trong khoảng 48.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền đông dao động trong khoảng 37.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền tây dao động trong khoảng 38.000 đồng mỗi kg, gà thịt, miền bắc dao động trong khoảng 26.000 đồng mỗi kg, gà thịt, miền trung dao động trong khoảng 24.000 đồng mỗi kg gà thịt, miền đông dao động trong khoảng 24.000 đồng mỗi kg. Gà thịt miền Tây dao động trong khoảng 24.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt Super vơ em. Miền Đông dao động trong khoảng 31.000 đến 32.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt duyên mau. Miền Đông dao động trong khoảng 32.000 đến 33.000 đồng mỗi kg. Chủ trại thiệt hại nặng vì mất điện trong nắng nóng. Mới đầu nắng nóng tháng 6 gia đình ông Chu Văn Dũng, SN 1962 ở xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã bị chết cả nghìn con gà. Ông Dũng cho biết do trại của ông không giữ phòng máy phát điện cỡ lớn nên khi bị cắt điện kéo dài dẫn đến đàn gà nuôi trong trại kính của ông bị sốc nhiệt chết la liệt. Thời điểm tháng 3 năm nay khu tôi ở bị mất điện trại gà của gia đình cũng bị chết trên 50 con gà đợt mất điện này kéo dài hơn hàng chục giờ đồng hồ khiến trại gà của tôi bị chết trên một nghìn con, đau xót quá, ông Dũng nói. Trang trại nhà ông Dũng có hai dãy chuồng, mỗi dãy rộng 700 mét vuông. Gia đình ông đầu tư xây chuồng trại khá hiện đại, các chuồng đều lắp đặt hệ thống quạt thông gió, gian phun nước làm mát mái, nuôi hơn 4.000 con gà trống giống mía và gà mái giống lương phượng để thu trứng. Tôi mới đầu tư nuôi gà 2 năm nay lúc đầu nuôi bị thua lỗ gần 1 tỷ đồng. Năm nay, trứng gà mất giá càng nuôi càng lỗ nhiều, đến giờ lại bị thiệt hại nặng vì mất điện, trại của tôi sắp phá sản rồi, ông bộc bạch. Để giảm thiểu thiệt hại cho người dân chăn nuôi, ông Dũng kiến nghị ngành điện lực cần lên kế hoạch, lịch cắt điện và thông báo công khai, cụ thể cho người dân chủ động và có phương án dự phòng sự cố.